khí của mùa xuân. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo chân những chàng trai và cô gái Nam Bộ về thăm mảnh đất phương Nam với biết bao nhiêu điều thú vị, cùng với bài múa Hành Trình Trên Đất Phù Sa với phần biểu diễn của Tốt Múa Xí Nghiệp Khai Thác Dầu Khí. Một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón nhóm múa ạ. Thank you.
cảm ơn những chàng trai, cô gái Nam Bộ đã vừa mang đến cho chương trình của chúng ta một tiết mục múa thật vô cùng đáng yêu và rất là ấn tượng. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Và tiếp theo chương trình ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Anh Minh, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Khai thác Dầu khí sẽ phát biểu chúc Tết đến tất cả cán bộ công nhân viên. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo nhân viên doanh nghiệp Sông Cô, lãnh đạo Xí nghiệp Khai thác, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể chị em công đoàn viên, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây với rất nhiều niềm vui. Niềm vui thứ nhất là chúng ta chuẩn bị chào đón mùa xuân mới, xuân Giáp Ngọ, và ai chúng ta cũng chuẩn bị có một cái chương trình vui chơi ở tỉnh xa nào đó hoặc là đoàn tụ gia đình. Niềm vui thứ hai là cũng như là các đồng chí lãnh đạo đã chúng ta cái nói là chúng ta năm 2013 với rất nhiều khó khăn chúng ta đã vượt qua và đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Và niềm vui thứ ba là những công lao đóng góp của chúng ta đã được lãnh đạo ghi nhận và bằng như anh Hải mới nói là chúng ta đã được thưởng thưởng rất là xứng đáng. Thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta chắc là ai cũng rất tự hào là mình là một cán bộ công nhân viên của sự nghiệp Việt Sô Petro nói chung và sự nghiệp khai thác nói riêng. Tuy nhiên thì năm 2014 chúng ta biết là cũng rất nhiều khó khăn và những nhiệm vụ sản xuất của chúng ta 5,1 triệu tấn dầu với rất nhiều khó khăn. Thì tôi với cương vị là chủ tịch công đoàn thì tôi cũng mong muốn tất cả các công đoàn viên hãy nỗ lực làm việc hết mình và với một tinh thần là kỷ luật cao, là làm việc một cách an toàn. Và ngoài ra thì tôi mong muốn là em tích cực tham gia các cái phong trào của công đoàn, bởi vì qua các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch thì mọi người có cơ hội để gắn kết với nhau hơn, chia sẻ với nhau hơn, và từ đó thì cái tình đoàn kết sẽ tốt hơn, và tất cả những điều đó thì cũng góp phần là chúng ta lao động có cái hiệu quả hơn. Và nhân dịp Tết Giáp Ngọ sắp tới, tôi xin gửi tới tất cả các anh chị có mặt ở đây một những lời chúc qua một bài thơ sau đây. Giáp Ngọ đã đến tưng bừng, cùng nhau ta nói chúc mừng năm mới, chúc nhau cuộc sống tấn tơi, nhà nhà hạnh phúc, người người vui vẻ, trẻ già tất thảy mạnh khỏe, không ai bệnh viện vắng hoe bác sĩ, đàn ông sức bóc bền bi, chị em phụ nữ già thì hóa tre, vợ chồng vui tựa chim xe, các cô có tuổi hăm he chống ế. Đây là thể thơ bút tre cho nên là chống ế thì phải dịch là chống ế, mà chống ế là hết ế. Tôi xin đọc tiếp tục. Con cái đủ nếp đủ tè, ấm êm gia đạo mọi bề thuận hoa, kinh tế ai cũng dư ra, làm ăn buôn bán rất là phát tài, làm gì cũng khó thất bại, chơi chơi cũng kiếm cứ vài ba ti, ai ai cũng được lì xì, những người nghèo khó tức thì ấm no, toàn dân ai cũng giàu có, Tết tư đều được chăm lo đầy đủ, chị trẻ em rồi đến các cụ, mỗi người đều có đầy đủ áo mới, các cụ đầy đủ. Đầu năm chả phải xem bòi thì cũng biết sắp đến thời danh phong, công danh đẹp tựa trong con, quyền uy vinh hiển sang tròn suốt đời, sang tròn suốt đời, được nhiều khen ca ngơi, có công có sức một thời phân đâu, tiểu nhân chả dám chơi sâu, chả lo chả nghĩ đối đầu là ngu, mọi việc đều rất quy củ, trong đường đều thuận,
chưa chu mọi sự bài thơ đến đây là hết ạ. Nếu ai thích bài thơ này thì thông báo thì mai tôi sẽ gửi email ạ. Thế bây giờ tôi xin nói mấy câu với các bạn nào, các bạn không hiểu thì nói gì. Đó là cái lúc kia, bạn đã ghi vui gì ạ. Я не могу сказать, что я не могу сказать. Xin cảm ơn ông Trần Anh Minh, chủ tịch công đoàn của xí nghiệp khai thác dầu khí. Kính mừng và dư lời một chúc mừng về bản năm mới. Thì ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta đã sẵn sàng đến với một trò chơi nhỏ chưa ạ? Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Quý vị không trả lời nhưng mà các em nhỏ trên này đã trả lời rất là lớn rồi bây giờ. Cầm lên đây với ai? Tại đây. Và đặc biệt là dành cho những ai đến chương trình ngày hôm nay với chị là gia đình gồm có một vợ, một chồng và ít nhất là một con. Qua dành cho bốn gia đình đầu tiên đến với chúng tôi. Gia đình con đâu, ba mẹ đâu? Dạ con. Bây giờ trong vòng từ 1 đến 10 các con về vị trí, mời ba mẹ lên trên đây để cùng tham gia trò chơi với con. Thì sẽ có cơ hội nhận quà tặng nhanh lên nào. 1, 2, 3. Phụ huynh của chúng ta lại từ chối sự nhiệt thành của các em nhỏ trong khi chạy từ sân khấu về dưới để mời ba mẹ lên cùng tham gia. Và 5 tiếng đếm nữa thôi, gia đình nào lên sân khấu đầu tiên sẽ có quà tặng. 1, 2. Phải có cả ba lẫn mẹ nha, chỉ có ba lên thôi là không được. Phải con của anh chị không ạ? Em thấy đi ngang trên đường đi lên thấy em nhỏ này cái nhận luôn. Chúng ta lên trên này luôn, xin mời gia đình đầu tiên đến bên này. Gia đình thứ hai. Rất vui được gặp anh. Chúng ta còn chờ đợi thêm hai gia đình nữa. Điều kiện thứ hai chúng ta phải lưu ý là trong trò chơi này các bé của chúng ta phải biết nhận định, phải biết nói chung là phải biết nói, biết đọc và phải biết hiểu ý của ba mẹ. Trong điều kiện này thì bây giờ gia đình này quá nhỏ làm sao đi ạ? Dành một tràng pháo tay để chúng ta nhường lại trong một lượt khác. Được sau các chị lên em hứa sẽ để cho các anh chị chơi. Vỗ tay lớn lên quý vị ơi. Chẳng lẽ bốn đội mà chỉ có một đội lên đây, bốn phần quà ta dành cho đội này luôn hả? Nếu như mà không có những đội còn lại, ba gia đình nữa đâu rồi ạ? Có gia đình thứ hai, vỗ tay chào đón gia đình thứ hai ạ. Các anh chị chọn đi đâu là... Vâng. Xin mời hai gia đình nữa, chúng ta đã có hai gia đình bên cạnh bên này rồi. Hai gia đình bên cạnh bên này rồi, chúng ta sẽ thi đấu với nhau. Xin mời các chị. Kỳ quá, đã đến những tất niên mà các anh chị lại không muốn nhận quà thì hơi kỳ đúng không nào? Quay lên thì có lên chơi là bộ tay lớn như vậy. Nó được thế thôi nhưng mà nhiệt chào bó tay của các chị là... Bốn gia đình tham gia. Gia đình thứ tư đâu rồi ạ? À? Em thấy đã đi lên rồi nhưng mà sao đi hoài chưa thấy tới. Gia đình mình mỗi gia đình chỉ có một con thôi ạ. À? Gia đình nào được hai con? Gia đình nào được ba con? Đúng rồi ạ, à, hai con thôi là tốt. Mà một con thì chúng ta sẽ tập trung được nhiều hơn. Ủa gia đình thứ tư đâu rồi ta? Vỗ tay với gia đình thứ tư đi, nãy giờ nửa tiếng đồng hồ rồi mà chưa tới sân khấu. Rồi, gia đình thứ tư cũng đã có mặt trên sân khấu. Và điều đầu tiên là chúc mừng bốn gia đình, chúc bốn gia đình sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình ấm no hạnh phúc. Rồi, bốn luôn hả? Ủa gia đình này đồng phục dữ ta. Và trong trò chơi này cần có sự hiểu ý đồng đội giữa bố, mẹ và con.
mỗi đội của chúng ta phải thực hiện một việc mà ngay bây giờ phần quà đầu tiên dành cho bốn trẻ nhỏ trả lời đúng câu hỏi này thì có quà. Tết trên bàn thờ gia đình của chúng ta nên có món gì, thứ gì, vật gì? Có không? 1, 2, 3, 4, 5. Bánh chưng. Có bánh chưng không ạ? Ờ, miền Bắc có bánh chưng, miền Nam có bánh tét. Đâu phải chỉ có bánh chưng không đâu. Mất lượt, gia đình này mất lượt rồi. Con biết không? Không biết thì thôi nha, bỏ qua nha. Biết không? Rồi, cái gì? Trái cây. À, trái cây đúng không ạ? Trái cây quá trời trái cây, chứ không phải trái nào cũng đơm lên được đâu. Trái nào cũng đơm lên được hả? Dạ. Rồi, thua luôn, gia đình này huấn luyện kỳ quá, trái nào cũng đem lên đơm trên bàn thờ. Cái gì con? Bánh kẹo. Bánh kẹo á, bánh kẹo trong hộp mứt thôi, còn trên bàn thờ không có đơm mấy cái đó con, từ từ. Cái gì con? Gì con? Gì cà chua? À, hạt dưa, trời ơi. Ở trên đó không có ăn hạt dưa nữa nha. Hạt dưa để ở dưới thôi. Chính xác là trên bàn thờ của chúng ta tốt nhất để có một năm mới an khang thịnh vượng thì có một mâm ngũ quả. Bây giờ thì việc của chúng ta thực hiện một mâm ngũ quả, sao khán giả đông dữ ta? Khán giả không tham gia mà đông vậy ta? Trên kia có một cái mâm, để tí nữa mẹ sẽ đứng vào vị trí đó đơm mâm ngũ quả. Vậy bây giờ thì để bố và con ở đây, mẹ lên vị trí cái mâm đó. Xin mời các bà mẹ thân yêu của chúng ta bước lên vị trí bên trên. Các con có thể nhường lại sân khấu dành cho các cô chú này chơi được không? Tí nữa con chơi một trò chơi dành cho mấy con, hứa nha. Hứa không? Hứa có một trò chơi cho mấy con. Rồi bây giờ các con xuống dưới, chú sẽ có một trò chơi cho mấy con. Rồi bây giờ xuống dưới để các cô này chơi với một giỏ trái cây luôn, một gánh trái cây luôn. Này đi bán dạo chắc ế chắc luôn, bán trái cây mà mặc đồ đẹp gì đó. Rồi bây giờ các con né ra để chúng ta để rổ trái cây vô đây nha. Các bố nhìn cho kỹ, ở trong rổ này có rất nhiều thể loại trái cây. Và bố phải chỉ cho con lấy đúng trái cây đúng trong mâm ngũ quả. Thường mâm ngũ quả có gì mà các bà mẹ của chúng ta có nhớ không ạ? Có gì ạ? Bây giờ chị có nhớ là mâm ngũ quả chúng ta có gì không ạ? Một trái chuối. Có chuối không chị? Có không ta? Có không ta? Mâm ngũ quả nha. Chị? Cái đu đủ. Có đu đủ không ạ? Có, nhiều người trả lời có đu đủ. Em cứ cẩn thận không có chuối nha. Chính xác, một cái lý thuyết mà tất cả chúng ta nên để ý là miền Bắc có các cách đơm trái cây mâm ngũ quả rất khác với người miền Nam. Người miền Nam cầu vừa đủ xài, tức là xoài đấy ạ, hoặc là cầu vừa đủ sung. Còn bây giờ gia đình chị có bổ sung thêm trái nào nữa không? Đã đủ rồi, xin mời các bố chuẩn bị nha. Cổng con lên vai. Cổng con mình lên đi, các con lên lên bố đi. Và gia đình này của ai đây? Cổng lên. Cổng. Để trên đó thì khó lấy trái cây lắm đó nha. Rồi, cổng chưa? Bây giờ thì xin mời con chỉ cho bố chỗ để lấy trái cây nha. Trái cây ở đây. Bé này không biết có hướng dẫn cho bố được không ta. Rồi xin mời bốn gia đình chúng ta. Một tràng pháo tay sau 3 tiếng đếm để trò chơi bắt đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì thì mẹ sẽ đưa đây đó. Cổng lên chứ không được thả xuống, cổng lên. Đây anh ơi. Bên trái em làm chiên mô hướng dẫn luôn. Em hướng dẫn cho anh đi lấy luôn. Coi chừng lấy lộn trái cây của gia đình kế bên. Trời ơi, anh này lấy trái mướp không chị ơi? Lấy trái mướp về đêm mâm ngủ hả? Trời ơi, trái đu đủ. Ai dặn vậy đó, nhớ chưa? Rồi con lấy lên. Lấy lên. Mạnh lên. Rồi, có một sự náo loạn nhẹ trên đây. Cậu không được ẩm luôn. Rõ trái đầu tiên rồi, làm sao trong vòng 3 phút thôi, chỉ có 3 phút để chúng ta có thể hoàn thành công việc này. Đang vào mùa bú sữa, chậu bú sữa đưa mâm ngũ quả cũng là một trong những cái lựa chọn. Chỉ còn 1 phút rưỡi nữa thôi, 1 phút rưỡi nữa thôi là chúng ta có một mâm ngũ quả.
các gia đình của chúng ta rất là nhiệt tình, rất là háo hức trong việc lựa chọn các ngày gia đình mâm mùa. Và gia đình cũng muốn gây cho nhau là điều thứ nhất. Thứ hai, chúng ta còn mong những điều tốt đẹp nhất đến với gia đình. Và có lẽ là nó là tất cả các em nhỏ chúng ta bắt đầu quay với những gì thế này. 30 giây cuối cùng. 10 9 cùng đếm nào. 7 Hết giờ, xin mời các anh bố của chúng ta có thể tháo khăn bịt mặt. Và bây giờ xin mời các bà mẹ có thể đưa kết quả của mình trên mâm. Có đồng ý là cái tú gia đình được không nào ạ? Quý vị có đồng ý không nào? Nếu đồng ý vỗ tay thật lớn nhìn cho bố gia đình của chúng ta được không ạ? Và bây giờ chúng tôi sẽ tặng quà dành cho bốn đội khi tham gia vào trò chơi này. Xin mời ông Trần Anh Minh, chủ tịch công đoàn sẽ lên tặng quà cho bốn gia đình của chúng ta đã tham gia vào trò chơi này. Và có lẽ trong giây phút vừa rồi thì gia đình của chúng ta có không gian để chuẩn bị thêm cho Tết đầy đủ hơn và ý nghĩa hơn. Xin mời anh Minh ạ. Xin cảm ơn anh Minh, cảm ơn bốn gia đình. Và phần quà thứ hai của các gia đình của chúng ta chính là những mâm ngũ quả mà gia đình chúng ta vừa mới dâng lên, mới đơm lên. Xin mời các chị chúng ta nhận những phần quà tiếp theo. Xin mời các chị nhận những mâm ngũ quả của mình luôn ạ. Mảnh đất quê ta giữa đại dương mà tình thương quê nhà, đây trường sa kia hoàng sa, ngàn bão tố phong ba ta vượt qua vượt qua, nước sông con tàu mà tín hiệu trong đất mẹ, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mãi giữa đại biển cơi đang nở rộ ngàn bông hoa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đầu chương trình thì quý vị đã bỏ những lá thăm may mắn vào bên trong phần biếu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra những lá thăm may mắn và trao quà cho những vị khách có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Và đầu tiên sẽ là những giải gì nè? Đầu tiên sẽ là phần rút thăm trúng thưởng cho giải may mắn lần thứ nhất với 20 phần quà dành cho tất cả quý vị. Vâng, 20 phần quà cho quý vị. Vậy thì bây giờ thì chúng ta sẽ mời một khán giả lên giúp chúng ta bốc thăm. Và quý vị có thể xuống bên dưới và chọn một vị khán giả lên phía trên để giúp bạn tổ chức chọn ra. Xin mời một vị khán giả có thể giúp chúng tôi chọn một lá những lá thăm may mắn bên trong không ạ? Vị khán giả nào ạ? Anh trai có thể giúp chúng tôi không ạ? Xin mời anh. Biết đâu anh là một trong số 20 người có cơ hội nhận quà. Xin mời anh. Có biết đâu nha. Bây giờ thì anh trộn đều lá thăm của chúng ta từ bên dưới để tất cả mọi người đều có cơ hội. Lấy 5 cái đưa cho Loan trước rồi 5 cái còn lại đưa cho Phi và Phi chúng ta sẽ cùng công bố. Trộn đều lên và tay lên cũng được. Quý vị sẵn sàng những bừng lá thăm còn lại chưa ạ? Xin mời anh chọn 5 lá thăm đầu tiên, chọn từng lá một để chúng ta có 2 3 4 5 lá thăm đầu tiên. Tú Lan sẽ công bố 5 lá thăm đầu tiên. Và trong khi chờ đợi thì anh có thể giúp chúng tôi chọn ra 5 lá thăm còn lại để chúng ta sẽ trao giải. Thì hiện giờ thì trong tay của Tú Lan đã có kết quả của 5 vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên may mắn trong chương trình xin được chúc mừng con số may mắn 119 119 thưa quý vị. Xin chúc mừng vị khán giả đang có số may mắn 119. Xin hỏi là số 119 ở đâu ạ? Và chúng tôi đã tìm thấy chủ nhân của giải thưởng may mắn đầu tiên, xin mời lên sân khấu. Nếu như mà sau 3 tiếng đến mà không có chủ nhân thì chúng ta coi như không chọn lá thăm đó nữa, phải không Loan? Xin cảm ơn anh. Vậy thì trên tay của chúng tôi đã có 10 lá thăm. Chúng ta sẽ gặp lại anh sau. Giải thưởng may mắn tiếp theo xin được chúc mừng người có con số 340 340. 340 lần thứ nhất. Vâng, có rất nhiều người giơ tay mà chúng tôi không biết rằng cụ thể ai là người sở hữu con số 340. Vậy thì khi chúng tôi gọi số quý vị có thì vui lòng di chuyển nhanh lên với chúng tôi. Lần thứ nhất, ba anh kia nãy giờ trúng tới 3 lần luôn mà không lần nào có mặt mấy anh trên này hết. Có lẽ là anh ủng hộ những người xung quanh đúng không? Vâng, như vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân của con số may mắn 202. Nãy giờ thì mỗi mình có 2 người rồi, mấy người tiếp theo ở khu vực nào đây ta? 017. Xin chúc mừng chủ nhân của con số 017. 017 đang ở đâu ạ? Đang giữ con số tận cùng là số 2. Và con số này có 3 chữ số 392. 392 lần thứ 2. Anh lại trúng nữa rồi. Nhưng mà anh không trúng trong 10 giải này thì anh có cơ hội trúng những giải lớn hơn đấy ạ. Và chúng ta xin được hỏi một lần
Xin quý vị chúng ta đợi thêm ít phút nữa vì chúng tôi sẽ công bố năm chủ nhân của năm con số. Tiếp theo 160 lần thứ hai 160 lần thứ vâng, và chúng tôi đã thấy người sở hữu con số may mắn 160 rồi, chúc mừng bạn. Con số tiếp theo là con số 1 2 6. Như là những vị khách ngồi ở dãy bàn kia đã có con số và rất vui mừng nhảy lên với chúng ta. Con số tiếp theo của chúng ta là con số 2 8 2. Con số 282 có chủ nhân không ạ? Và con số 282 lần thứ vâng đã có chủ nhân. Và con số tiếp theo là con số 063 063 lần thứ 2 063 lần thứ 3. Và con số cuối cùng của chúng ta bị khách thứ 10 là con số 034. Xin chúc mừng chủ nhân của con số 034. Xin hỏi số 034 có mặt trong khán phòng của chúng ta không ạ? Có. Vậy thì chúng ta đã có 10 vị khách với 10 phần quà may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng 10 vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình. Và xin được trân trọng kính mời ông Trần Anh Minh, chủ tịch công đoàn. Quý vị khán giả dùng ký sẽ lên trao tặng 10 phần quà may mắn đầu tiên cho các vị khán giả của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Và xin mời quý vị chúng ta trở về bàn tiền để cùng vui tất cả quý khách. Xin chân trọng cảm ơn ông Trần Anh Minh, chủ tịch công đoàn. Tiếp theo chúng ta sẽ có 10 phần quà cho